chương trình đọc truyện chương trình đọc truyện Thùy Linh xin chào các bạn chúng ta lại được gặp nhau trong podcast đọc truyện của đài phát thanh truyền hình Lào Cai chương trình hôm nay sẽ dành chọn thời lượng để truyền đến các bạn truyện ngắn có tự đề làng xa của nhà văn Đỗ Văn Nhâm đang trên báo Văn Nghệ Thái Nguyên Trước khi cùng đến với nội dung truyện ngắn này, xin giới thiệu một vài thông tin về nhà văn Đỗ Văn Nhâm. Ông sinh năm 1952, quê quán tại vụ bản Nam Định. Nhà văn Đỗ Văn Nhâm tốt nghiệp khóa 3, trường viết văn Nguyễn Du. Tác phẩm đã xuất bản của ông gồm Bạn bè làng xa, tập truyện ngắn, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân Ấn Hành năm 2004. Ngay bây giờ, mời các bạn lắng nghe truyện ngắn Làng xa của nhà văn Đỗ Văn Nhâm. sau Tết nguyên đán một tháng là thời gian thích nhất ở rừng. Cây cối đều nhú lộc non, rừng xanh ngắt và ẩm ướt, thiên nhiên vừa trang trọng vừa tình cảm. Điều ấy một phần là do mưa xuân. Khoảng thời gian này mà đi trong rừng, chân dẫm lên lớp lá ải mục, hít thở không khí trong lọc, thỉnh thoảng lại được thoát mình bởi một giọt nước trên cây giỏ xuống vai trần. Thì thật tuyệt thú Tất cả những trò nhú nhăng đê tiện Vấp phải hàng ngày Hoàn toàn có thể rũ sạch Bởi một cú nhảy của con sóc nhỏ Trên cảnh dâu xa Chính dịp đó Ông Diệu đi săn Ý nghĩ đi săn nảy sinh Khi thằng con học ở nước ngoài Gửi về biếu ông khẩu súng hai nòng Khẩu súng tuyệt vời Nhẹ bỗng Hệt như một thứ đồ chơi thật nằm mơ cũng không thấy được ở tuổi sáu mươi với khẩu súng mới đi săn trong rừng vào một ngày xuân kể cũng đáng sống ông diều nai nịn mặc quần áo ấm đội mũ lông và giận đôi giày cao cổ để cho cẩn thận ông còn mang theo cả nắm sôi nếp ông đi men theo suối cạn cứ thế ngược lên mó nước đầu nguồn cách mó nước một dặm là vương quốc của hang động đá vôi. Ông Diệu rẽ sang lối mòn ngoằn ngoèo, đi miết. Chim xanh đầy chân dạng gắm hai bên lối mòn, nhưng ông không bắn. Với khẩu súng này mà bắn chim xanh thì thật phí đạn. Chim xanh ông chén chán rồi. Ngon thì ngon, nhưng có vị tanh. Nhà ông thiếu gì chim? Chim bộ câu nhà ông có đầy, đến chỗ ngoặt ông diệu giật mình bởi một tiếng soạt trong lùm rẻ gai một chùm dây màu sặc sỡ tung trước mắt ông ông nín thở một đôi gà rừng ton tón lao về phía trước đầu chúi xuống kêu quang quác ông diệu dê nòng súng theo bắn sẽ trượt thôi ông nghĩ bụng và ngồi bất động ở tư thế như vậy rất lâu ông muốn chờ rừng yên tĩnh lại đôi gà rừng sẽ nghĩ là chưa gặp người như thế tốt cho chúng nó cũng tốt cho ông dãy núi đá cao ngất hùng vĩ ông diệu ngắm nhìn để lượng sức mình nã được một chú khỉ hoặc chú sơn dương thì thật đã đời sơn dương thì khó ông diệu biết thế giống này bắn được chỉ nhờ ở ngẫu nhiên thôi Ông Diệu không tin vận may sẽ đến. Cân nhắc kỹ, ông tính đi men chân núi đá vôi, sang rừng dâu ra săn khỉ. Chắc ăn hơn mà đỡ tốn sức. Đây là hoa quả sơn, thủy liêm động của thung lũng này. Ở rừng dâu ra, khỉ có hàng bầy. Việc bắn được một chú khỉ với ông không khó. Ông Diệu dừng lại mô đất, có cây dây leo. Không biết thứ cây này là thứ cây gì, lá bạc phách giống như lá nhót. Những bông hoa vàng như hoa tai rủ xuống tận đất. Ông ngồi đấy lặng lẽ quan sát, cần xem bọn khỉ có ở đây không. Loài thú này không tựa người, khi kiếm ăn bao giờ cũng có canh gác. Con gác rất thính, không thấy nó, đừng có hỏng cuộc săn thắng lợi đừng có hòng bắn được con át chủ bài. Còn át chủ bài cũng là khỉ thôi, nhưng đây là con khỉ của ông, là con ấy chứ không con khác. Vì vậy, ông phải chờ, phải có cách thì mới bắn được. Ông Diệu ngồi im, dễ đến nửa giờ mưa xuân mỏng và mịn thời tiết ấm dễ đến rất lâu ông diệu mới lại có dịp ngồi yên thế này không nghĩ gì không buồn không vui không lo lắng cũng không tính toán sự tĩnh lặng bình thản của rừng xuyên suốt qua ông ao một cái từ trong rừng dâu ra bỗng như có tiếng quẫy động của một con vật khổng lồ ông diệu biết là con đầu đàn đã đến còn Khỉ này cũng gớm lắm đây, nó xuất hiện với một nghi lễ vương chủ, tự tin đến thô bạo. Ông Diệu mỉm cười và chăm chú nhìn. Sau tiếng động vài phút thì con đầu đàn đến thật. Nó văng mình rất nhanh, đến nỗi gần như không có phút nghỉ ở mỗi chặng rừng. Ông Diệu thán phục vì sự nhanh nhẹn dẻo dai của nó. Thoát một cái nó biến mất một nỗi xót xa khiến ông nhói lòng số phận của bậc đế vương không trùng với số phận ông niềm vui nhen lên từ khi ở nhà ra đi trong ông vơi đi một nửa khi con khỉ đầu đàn biến mất thì ào ra một đàn khỉ đến hai chục con từ rất nhiều hướng con vắt vẻo trên cao con đánh đu ngang cành có con lại nhảy xuống đất ông diệu thấy ba con khỉ cứ quấn lấy nhau con khỉ đực con khỉ cái và đứa con nó ý nghĩ con khỉ đực sẽ là con mồi bám lấy ông diệu tức thì cái thằng bố ô trọc ấy đồ phong tình phóng đãng vị gia trưởng cộc cằn nhà lập pháp bẩn thỉu tên bạo chúa khốn nạn ông diệu thấy nóng bừng người ông bỏ mũ và áo bông ra đặt dưới lùm cây. Ông để cả nắm cơm xuống đất. Ông từ từ dịch chuyển sang chỗ đất trũng thấp hơn. Ông nhìn kỹ và thấy con khỉ canh gác là con khỉ cái. Thế là thuận lợi rồi, bởi giống cái bao giờ cũng dễ phân tâm. Đấy, thấy chưa? Đang canh gác mà đi bắt giận ở người thì con gì nữa? Với giống cái thì thân thể mình là quan trọng nhất. Điều ấy thật giản dị và đẹp, nhưng điều ấy lại đầy xót xa. Ông Diệu tính toán rồi luồn theo hướng ngược gió với con khỉ cái canh gác phải tiếp cận đàn khỉ đến hai chục mét thì mới bắn được. Ông bỏ nhanh và rất khéo léo, xác định được con mồi rồi là ông chắc chắn thành công. Thiên nhiên đã dành cho ông chứ không ai khác chính con khỉ ấy thậm chí ông biết dù ông có đi mạnh chân một chút gây nên một sự bất cẩn nhố nhăng nào đó cũng chẳng hề gì điều ấy tưởng như phi lý mà thật bình thường tuy nghĩ vậy nhưng ông diệu vẫn cứ tiếp cận đàn khỉ một cách thận trọng ông biết thiên nhiên đầy dẫy bất ngờ thận trọng chẳng bao giờ thừa ông diệu tỉ súng vào một trạc cây cây bộ bà trong gia đình khỉ không hề biết rằng tài họa đến gần con khỉ bố vắt vẻo trên cây bứt quả ném xuống dưới đất cho hai mẹ con trước khi ném bao giờ nó cũng chọn quả ngon chén trước hành động ấy thật là đê tiện ông diệu bóp cỏ tiếng súng dữ dội đến nỗi đàn khỉ lặng đi dễ đến một phút con khỉ được buông tay ngã nhào xuống đất nặng nề sự hỗn loạn của cả đàn khỉ khiến cho ông Diệu sợ hãi run lên. Ông vừa làm điều ác, chân tay ông ruồn ra, giống cảm giác như người vừa mới làm xong việc nặng. Đàn khỉ thoát biến vào rừng. Con khỉ mẹ và con khỉ con cũng chạy theo đàn. Được một đoạn, con khỉ mẹ bỗng quay trở lại. Con khỉ đực bị đạn vào vai, nó gượng dậy nhưng lại vật xuống con khỉ cái tiến đến gần con khỉ đực một cách thận trọng nó nhìn ngó xung quanh sự im lặng này thật đáng ngờ nhưng rồi con khỉ đực cất tiếng gọi nó tiếng gọi buồn thảm đau đớn nó dừng lại lắng nghe với vẻ khiếp sợ hoảng loạn chạy đi ông diều rên lên khe khẽ nhưng con khỉ cái tuồng như muốn liều thí mạng nó đến gần nâng con khỉ đực nhỏm lên ông Diệu tức giận dương súng. Hành động hy sinh thân mình của con khỉ cái làm ông căm ghét. Đổ gian dối, mày chứng minh tấm lòng cao thượng, hệt như một bà trưởng giả. Sự tan giã đạo đức bắt đầu từ những tấn bi kịch thế này. Lừa ông được sao? Khi ông Diệu chuẩn bị bóp cỏ, thì con khỉ cái quay lại nhìn ông. Đôi mắt nó sợ hãi kinh hoàng nó vứt phịch con khỉ đực xuống đất rồi chạy biến đi ông diều thở phào rồi khẽ bật cười ông nhô hẳn người ra khỏi chỗ nấp sai lầm rồi ông diều rủa thầm vì ông vừa bước ra thì con khỉ cái quay lại tức thì nó biết mình là người thì thôi hỏng việc y như rằng con khỉ cái vừa lén nhìn ông vừa lao đến chỗ con khỉ đực nó ghi lấy con khỉ đực vào lòng rất nhanh và khéo. Cả hai lăn tròn trên đất. Bây giờ thì con khỉ cái chắc chắn sẽ điên cuồng như một mụ ngốc. Nó sẽ cuồng nhiệt hy sinh bởi lòng cao thượng của nó sẽ được thiên nhiên tính điểm. Ông đã lộ mặt là tên ám sát, dù chết nó vẫn nhe răng để cười bất luận thế nào, ông cũng sẽ đau đớn, sẽ thao thức, thậm chí ông sẽ chết sớm 2 năm nếu ông bắn nó lúc này. Tất cả chỉ vì ra khỏi chỗ nấp sớm mất 2 phút. Thôi, Diểu ơi. Ông buồn bã nghĩ, với đôi chân thấp khớp thế này thì làm sao mày chạy nhanh bằng lòng tận tụy thủy chung của Khỉ? như trêu ngươi hai con khỉ vừa chạy vừa dìu lấy nhau con khỉ cái thỉnh thoảng lại hua hua đôi chân vòng kiềng trông vừa tức cười lại vừa đều cáng ông diểu bực mình lấy đà ném mạnh khẩu súng văng về phía trước ông mong muốn con vật hoảng sợ buông mồi từ mô đá bỗng nhiên con khỉ con xuất hiện nó túm lấy dây súng của ông kéo lê trên đất ba con khỉ vừa bò vừa chạy cuống cuồng ông diều ngớ ra một lát rồi phá lên cười tình thế của ông thật là lố bịch nhặt đất đá ném theo lũ khỉ ông diều vừa đuổi vừa la lũ khỉ hết sức kinh hoàng hai con chạy về phía núi còn con khỉ nhỏ chạy về phía vực mất súng thì hỏng ông diều nghĩ thế và đuổi theo con khỉ nhỏ khoảng cách rút ngắn đến mức nếu không vì mắc nền đá lởm chởm, ông lao nhoài ra là tóm ngay được khẩu súng. Việc ông Diều dồn con khỉ nhỏ đến bờ miệng vực đưa đến hậu quả khôn lường. Giữ chặt dây súng, nó lan xuống miệng vực không chút trần trừ. Vì ít kinh nghiệm, nó không tìm ra giải pháp nào khác trong trường hợp ấy. Ông Diều tái mặt, mồ hôi toát ra như tắm. Ông đứng trên miệng vực nhìn xuống dùng mình từ dưới sâu hun hút vang lên tiếng rú thê thảm của con khỉ nhỏ. Trong ký ức của ông chưa hề có tiếng rú nào tương tự như thế. Ông Diệu lùi lại kinh hoàng. Từ dưới miệng vực, sương mù dâng lên quần quận. Trông vừa kinh dị, vừa đầy tử khí. Sương mù len vào từng chân bụi cây và xóa rất nhanh cảnh vật. Ông Diệu chạy lùi trở lại, phải lâu lắm, có lẽ từ thời thơ ấu, ông Diệu mới lại có lần chạy như ma đuổi thế này. Đến chân núi đá, ông Diệu kiệt sức. Ông ngồi phể xuống nhìn về phía vực. Bây giờ sương mù đã trùm kín nó. Ông sực nhớ ra đây là khu vực đáng sợ nhất trong thung lũng, khu vực mà cánh thợ săn đặt tên cho là hõm chết. Ở hõm sâu này, gần như đều đặn năm nào, cũng có người bị sương mù răng bẫy, làm cho toi mạng. Hay là ma? Ông Diệu nghĩ, cô hồn của những bà cô ông mãnh thường biến thành hình khỉ trắng. Con khỉ này màu trắng, nó đoạt súng của ông bất thường đến nỗi, ông cũng ngờ vực là sao sự thực có thể giản đơn như vậy. Ta à, có mê không? Ông Diệu nhìn quanh, tất cả như trong mộng mị. Ông đứng dậy, nhìn lên vách núi bàng hoàng phía núi đá ngược chiều hõm chết bầu trời quang đãng không hề vướng gợn sương mù tất cả cảnh vật lộ rõ từng đường nét có tiếng kêu thảng thốt ông diều trông lên thì bỗng thấy con khỉ đực bị thương nằm vắt ở trên mỏm đá không thấy con khỉ cái ông mừng quá tìm hướng leo lên núi đá dốc và trơn leo lên nguy hiểm và vất vả lắm ông diều lượng sức nhưng dù thế nào thì ta cũng phải tóm được chú mày. Ông Diệu bình tĩnh, bám vào các khe đá nứt leo lên được khoảng chục mét. Ông Diệu thấy nóng bừng người. Lựa chỗ đứng thuận tiện, ông cởi bỏ giày và quần áo ngoài để lên một chạc cây dưới. Trên mình mỗi chiếc quần lót, ông thấy thoải mái. Ông leo lên thoăn thoát và càng không ngờ sức mình có thể nhanh nhẹn đến thế con khỉ được bị thương nằm trên ngọn đá phẳng lì và khá trông chênh. Dưới phiến đá, một khe nứt rộng đến gang tay, tách nó ra khỏi vách núi. Ông Diều dùng mình, cảm tưởng như bất cứ lúc nào tảng đá cũng có thể lăn nhào khỏi vị trí ấy, làm ông kinh hãi. Thiên nhiên ói oăm lại muốn thử thách thêm lòng dũng cảm của ông sao đó ông Diệu lấy hai cùi tay làm tựa để co người lên. Con khỉ tuyệt đẹp, lông mịn và vàng. Nó nằm sấp mình, hai tay cào trên phiến đá như muốn tìm cách nhích lên. Máu đỏ bết bên vai nó. Ông Diệu đặt tay lên mình con khỉ và thấy nó nóng hầm hập. Dễ đến hơn yến. Ông Diệu luồn tay xuống dưới ngực con khỉ, nâng lên ước lượng từ trong ngực nó phát ra tiếng hừm nho nhỏ nghe rất đáng sợ tựa như thần chết bực mình cáo kỉnh về sự can thiệp của ông với nó ông diệu rút phát tay lại con khỉ run bắn nó đưa đôi mắt đờ dại nhìn ông cầu khẩn ông diệu bỗng thấy thương hại viên đạn phá vỡ bả vai của nó làm trồi ra hẳn đoạn xương dài đến bốn phân Mỗi khi đoạn xương va chạm, con khỉ quằn quại, trông rất đau lòng. Để thế không ổn, ông Diệu vơ lấy một nắm cỏ lào, vỏ nát, ông cho vào miệng nhai kỹ, đắp nắm lá vào miệng vết thương con khỉ. Nắm lá sẽ có tác dụng cầm máu cho nó. Con khỉ co rúm người lại và nghiêng đôi mắt ươn ướt nhìn ông. Ông Diệu tránh nhìn vào đôi mắt nó một lát con khỉ rúc hẳn vào hai lòng bàn tay ông diều miệng nó phát ra âm thanh lắp bắp ngay như tiếng của trẻ con ông biết nó đang van xin và tìm một sự giúp dập ông rất khó chịu thà mày chống cự thì tốt cho tao ông diều nhìn vào cái đầu ngoan ngoãn của con khỉ nhỏ cau mày mình đâm già rồi nó biết người già thì dễ mùi lòng Bây giờ ta biết lấy gì băng bó cho mày hở khỉ. Ông Diệu suy nghĩ. Ông đành cởi chiếc quần lót đang mặc. Ông dùng chiếc quần lót ấy để băng vết thương cho nó. Vết thương cầm máu, con khỉ không còn rên nữa. Cứ thế trần chuồng, ông Diệu vừa bế, vừa đỡ con khỉ, tìm đường tụt xuống chân núi. Thoát nhiên, đất đá từ lưng chừng núi sụt xuống rào rào, như có sức mạnh nào đấy xô đẩy núi lở. Ông Diệu thoát mình và bám thật chặt vào tảng đá kinh hãi. Đoạn đường mà ông leo lên lúc nãy, loáng cái, chỉ còn một vết chém thẳng phẳng lì. Ông Diệu không còn thấy cây suối, để quần và giày đâu nữa. Đi xuống đường ấy bây giờ thật nguy hiểm. Đành phải vòng ra sau núi, xa hơn nhưng lại an toàn ông diều lần mò đến hơn hai tiếng đồng hồ mới xuống được đến chân núi. thật chưa bao giờ ông lại vất vả và mệt đến thế. người ông đẩy vết dây sát. con khỉ sống không ra sống, chết không ra chết. kéo nó trên đất thì quá đau lòng, mà bế ẵm nó trên tay thì không đủ sức. đến chỗ lùm cây leo nấp chờ ban sáng, ông diều dừng lại để tìm mũ áo và nắm xôi nếp ở đấy đùn lên một đống mối to gần bằng cây xạ đống mối nhớp nháp một thứ đất mới đỏ au trên đấy đầy những cánh mối ướt sụi khốn nạn dây vào tổ mối thì những đồ vật của ông thành cám thở dài thất vọng ông diệu quay lại bế con khỉ lên chẳng lẽ lại cứ nồng nỗng thế này về nhà thì thật khả ố ông diệu bực mình mình sẽ thành một trò cười cho thiên hạ mất Ông cứ vừa đi vừa nghĩ và đâm loanh quanh một lúc mới nhận ra con đường. Thì đã sao nào? Ông bỗng bật cười. Hỏi ai bắn được con khỉ thế này? Phải yến rưỡi thịt, lông vàng như nhuộm. Bắn được con vật như thế này thì dẫu mảnh giáp không còn cũng đáng. Có tiếng động khẽ đằng sau. Ông diều giật mình quay lại và nhận ra con khỉ cái. Thấy ông, nó thoát biến vào bụi rậm Hóa ra con khỉ cái theo ông từ khi ông ở trên núi mà ông không biết. Ông thấy là lạ. Đi được một quãng, ông diều quay lại thì vẫn thấy nó lẽo đẽo đằng sau. Thật khốn nạn quá. Ông diều đặt con khỉ được xuống đất rồi nhặt đất đá đuổi con khỉ cái. Nó kêu the thế rồi chạy biến đi. Chỉ được một lúc, ông diều ngó lại thì vẫn thấy nó lãng nhãng bám theo Cây bộ ba ấy cứ thế lầm lũi xuyên rừng con khỉ cái cũng thật kiên trì ông diều bỗng thấy bị xúc phạm ghê gớm tựa như ông bị theo dõi bị đòi ăn vạ bây giờ cả con khỉ đực cũng đã nhận ra tín hiệu vẫy gọi của đồng loại nó nó cứ dãy rụa, nó làm cho ông khổ vô cùng ông diều mệt lả ông không còn sức giữ con khỉ nữa hai tay con khỉ cào trên ngực ông tóe máu cuối cùng không thể chịu nổi ông đành tức giận ném nó xuống đất con khỉ đực nằm dài trên vạt cỏ ướt ông diều buồn bã ngồi nhìn cách đó không xa con khỉ cái cũng thập thò sau một gốc cây theo dõi ông diều thấy buồn tê tái đến tận đáy lòng ông nhìn cả hai con khỉ và thấy cay cay sống mũi hóa ra, ở đời, trách nhiệm đè lên lưng mỗi sinh vật, quả thật nặng nề. Thôi, tao phóng sinh cho mày. Ông Diệu ngồi yên một lát, rồi bỗng đứng dậy, nhổ bãi nước bỏ xuống dưới chân mình. Lưỡng lự giây phút, rồi ông vội vã bỏ đi. Hình như chỉ chở có thế, con khỉ cái vọt ngay ra khỏi chỗ nấp, chạy vội đến chỗ con khỉ đực nằm. Rẽ sang một lối đi khác, ông muốn tránh sẽ gặp người. Lối này đầy những bụi gai ngáng đường, nhưng hoa tử huyền nhiều không kể xiết. Ông Diệu dừng lại sững sờ. Loài hoa tử huyền cứ ba chục năm mới nở một lần. Người nào gặp hoa tử huyền sẽ gặp may mắn. Hoa này màu trắng, vị mặn, bé bằng đầu tăm. Người ta vẫn gọi hoa này là, là muối của rừng khi rừng kết muối, đấy là điểm báo đất nước thanh bình, mùa màng phong túc. Ra khỏi thung lũng, ông Diệu đi xuống cánh đồng. Mưa xuân dịu dàng nhưng rất mau hạt. Ông cứ trần chuồng như thế, cô đơn như thế mà đi. Chỉ một lát sau, bóng ông nhòa vào màn mưa. Chỉ ít ngày nữa sang tiết lập hạ, trời sẽ ấm dần. các bạn thân mến nhà văn đỗ văn nhâm là một người lính đã tham gia ba cuộc chiến tranh chống mỹ làm nhiệm vụ quốc tế ở campuchia và chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc từng làm tới chức phó giám đốc điện ảnh quân đội với quân hàm đại tá là một người trực tiếp cầm súng trên nhiều chiến trường nên ông có những tác phẩm xuất sắc viết về đề tài chiến tranh với những góc nhìn độc đắc Chuyện ngắn làng xa được Đỗ Văn Nhâm hoàn thành năm 1988 khi ông là học viên trường viết văn Nguyễn Du khóa 3. Làng xa khác rất xa với nhiều truyện ngắn Việt Nam viết về chiến tranh thời ấy, vốn quen với việc phản ánh hiện thực kịp thời nên có phần vội vã và thô giản. Ở làng xa, tác giả đã vận dụng điêu luyện thủ pháp Vẽ mây nảy trăng, viết về chiến tranh nhưng lại lấy một ngôi làng ở hậu phương làm nơi phóng chiếu, vì thế chuyện không có bom rơi đạn nổ không có tiếng thét xung phong bắn giết không có cảnh thịt nát máu tuôn nhờ chọn góc nhìn này nhà văn đỗ văn nhâm đã tránh được lối văn tả trận chỉ có hình ảnh âm thanh và hành động bề ngoài để tập trung khai thác những chuỗi mạch tâm lý ngổn ngang bề bộn của nhiều nhân vật một cách tinh tế và kỹ lưỡng giúp câu chuyện được phản ánh chân thực tận đáy, khốc liệt tận đáy mà nhân văn cũng tận đáy, tạo nên những dư chấn thẩm mỹ ám ảnh. Các bạn hãy chia sẻ cảm xúc của các bạn về chuyện ngắn này bằng cách để lại bình luận bên dưới cho Thùy Linh biết. Và hãy nhớ khung giờ của chương trình 20 giờ các ngày thứ hai, thứ sáu và Chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ, Thùy Linh phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào podcast số sau các bạn nhé.